Alo, xin chào các bạn. Trong video này thì Trường sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta kiểm tra website của chúng ta nó đã tối ưu chuẩn SEO tốt chưa, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn hoàn thiện xong một website và chúng ta cần phải check xem là chúng ta đã tối ưu tốt chưa. Thì một trong những cái công cụ rất là tuyệt vời mà Trường hay sử dụng để kiểm tra đó là WordPress các bạn. Đây, nó là WordPress.com. Thì các bạn click các bạn lên Google á, các bạn gõ này was hai chữ o k.com thì nó sẽ ra được website giao dịch như thế này. Thông thường lần đầu tiên á thì nó sẽ hiển thị ra một cái khung cho các bạn là search. Cái thứ hai là nó yêu cầu các bạn là thử 14 ngày miễn phí ha. Đây, các bạn thấy là nó chúng ta tối ưu biết được website chúng ta tối ưu hay chưa, đúng không? Tất cả thì hồi nãy các bạn cái giao diện mà Trường chưa lót lại thì nó không có cái là bắt đầu thứ 14 ngày. Thì ban đầu vào á thì các bạn sẽ nó ra cái khung, các bạn cần vứt cái website các bạn vào đó. Ví dụ như bây giờ Trường sẽ qua cái giao diện khác này, chúng ta gõ WordPress. Hachorrent.com ha. Đấy. Nếu các bạn vào lại với lần thứ hai thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là đăng ký và sử dụng 14 ngày miễn phí. Khi đăng ký sử dụng 14 ngày miễn phí thì các bạn lưu ý là bắt chúng ta thêm cái thẻ Visa vào. Thì chúng ta cần phải lưu ý nếu mà các bạn không sử dụng á thì chúng ta phải hủy liền sau 14 ngày. Không là nó sẽ trừ phí của các bạn, nó sẽ tự động trừ phí các bạn này các bạn. Ok, nó qua đây nó vẫn vậy. Rồi, ở đây Trường đã test khi Trường đây này. Thường đầu tiên á thì Trường đã nhập vào thì nó sẽ tức là cái IP của Trường nó sẽ được một lần thôi, một IP á. Lần đầu tiên đăng nhập vào thì nó cho chúng ta test còn lần thôi. Thì cái IP này của Trường đã vào rồi, hồi nãy Trường vứt cái website vào đây này. Nó có chữ WordPress và nó website URL review này. Các bạn vứt cái website mà vào đây, vứt là review thì nó sẽ bắt đầu phân tích. Đây. Nếu mà nó không cho các bạn thử thì các bạn cứ đăng ký 14 ngày miễn phí thôi ha. Không có gì cả. Rồi, khi mà Trường bỏ cái website của mình vào đây thì nói thế này, được 50 điểm các bạn. Tức là Trường tối ưu mới được 50 thôi. Đây. Nó sẽ đi bắt đầu về đây nha. Rồi, bắt đầu từ đâu ạ? Sale này. Về sale, tiêu đề, mô tả. Cái này là Google Submit đúng không ạ? Tức là Google Review đấy. Thì cũng khá là ổn ha. Rồi, các head. Các bạn thấy là chiếc màu xanh là ok. Đó. Google Review của Trường này nó chưa index này các bạn. Nó chưa màu xanh. Đang nên thu nhỉ? Thấy chưa? Như thế này nhưng mà chưa ổn đúng không? Rồi, cần phải sửa lại cái này ha. Rồi, cái thứ hai là keyword. Chưa màu xanh này, đã nên thôi rồi. Tức là cái mật độ keyword từ khóa đấy nó chưa được ổn, nó ít quá đúng không? Tại như các bạn biết là Trường cũng mới thay lại cái website này đúng không? Nó sẽ lại. Rồi cái ALT là như mình tối ưu hình ảnh ấy, là cũng ổn, khá ổn ha. Đấy, nó tìm được 29 hình ảnh trong cái web này và nó xanh, ok. Backlink ở trong cái bay. Link trong bay là nó gồm như thế này. Đó. Thì nó có màu xanh cũng khá ok ha. Rồi Rocken link tức là cái link backlink của chúng ta bị gãy á, bị mất á, kiểu không có. Ok, màu xanh ok ha. Rồi cái này có cái chữ là World Wide Web này. Đó. Cái này như là để cho nó tối ưu hơn hay sao nhưng mà màu xanh ok ha. Rồi robot TST. Rồi, cũng ok luôn. Đấy. Cái robot TST này là khi mà chúng ta submit cái sitemap á, đây này, sitemap á thì gần như nó hình thành rồi các bạn. Đối với WordPress ha. Này. Ok ha. Rồi cái sitemap tức là cái mật độ sitemap của đang bị lỗi các bạn, màu đỏ. Đấy, đang bị màu đỏ các bạn, có một cái là nó bảo là follow các bạn, tại vì cái này á
là levantrường.net đúng không? Mà bây giờ trường đã là thay bằng cái học online hết rồi. Thì nó báo lỗi thế này chắc là trong thời gian sắp tới nó sẽ thay thôi. Nhưng mà nếu nó báo lỗi thì các bạn web của bạn các bạn cần phải coi lại nhé. Rồi. Ghost. Đây, những cái này thì chúng ta cần phải xem. URL tức là những cái link. Tức là chúng ta cần phải làm sạch link nhé. Rồi, cái này màu xanh là ok. Đấy, cái domain đăng ký. Bạn thấy là cái domain mình đăng ký mới cái này 8 ngày thì các bạn này. Và nó chưa được năm nên nó màu đỏ. Đấy, bởi cái domain càng lâu năm càng tốt ha. Đấy, cái này thì chúng ta không khắc phục được. Chúng phải đợi thời gian. Đúng không? Rồi. À, tiếp theo cái submask. Ok. Đây này, cái mật độ của mình đang bị thiếu các bạn. Cái mật độ về từ khóa của cái học online AZ trên cái website của mình là đang khá là yếu này. Tại vì mình mới chọn vào được 8 ngày thôi nên nó yếu là phải rồi đúng không? Ồ, thân thiện với Mobi ha, rất là thân thiện. Ok ha. Đấy, cái theme này khá là tốt. Cái này nó phụ thuộc vào theme đấy các bạn. Cái người code theme của các bạn, code tức là code cái giao diện của web đó này. Đấy. Giờ Google nó rất là chú trọng đến cái chuyện mà chúng ta phải thân thiện với thiết bị di động các bạn nhé, friendly mobile ha. Đấy. Còn mobile visit này, cái này nó bắt chúng ta trả phí các bạn. Bạn trả phí nó mới cho coi. Rồi login cũng ok. Này chưa biết nó là cái gì này. Rồi, cái này ok hết ha. Phone tức là mobile review khá là ok đấy. Tại vì chuyện rất là friendly rồi đúng không? Mobile friendly, tốt, good. Mobi Framework nó lại không rõ nữa. Rồi cái URL này các bạn ok ha, 11 ký tự, nhưng mà URL này nó chưa có xanh, chắc là vấn đề gì đây, chắc là mới các bạn. Icon chưa có này, mình chưa có icon. Icon là cái mà khi chúng ta vào web đó, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở ở đây này. Đấy, thay vì cái biểu tượng màu trắng này nó là icon ha. Rồi bay lỗi 4.0 không có luôn. Ok đây, thì các bạn vào á thì các bạn chỉ cần chú ý tới những cái màu đỏ thì các bạn cần phải khắc phục. Tất nhiên là tất cả những cái web này của mình là mới được mới thay tên mình mới nên nó báo lỗi rất là nhiều các bạn, chứ còn web này mình tôi cũng khá là tốt rồi. Đấy, cái ngôn ngữ. À, ngôn ngữ của mình là mặc định là Việt Nam nhưng nó bảo là đang 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 bị không nhìn thấy. Đấy, cái công cụ này á, nó cho chúng ta biết rất là nhiều thứ các bạn. IP này, đó. Location IP. Rồi, kỹ thuật Google Alert các kiểu. Quá trời luôn ha. Đấy, Analytics. Analytics chừng bỏ vào rồi này. Đấy, quan trọng những cái quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. Những cái màu vàng là cái tạm tạm trung bình nha các bạn, còn cái màu đỏ là chúng ta cần phải khắc phục ngay. Đây, điểm số lên xấu quá. Đây, màu đỏ là khẩn cấp đấy các bạn. Bad quá xấu, tức là web này bad link tệ quá, cần phải nhồi bad link nhiều vào, đúng không? Mới trỏ 8 ngày chưa đi bad link nào cả nên nó là bad luôn, xấu. Đó, về social cũng chưa có luôn nè, xấu. Phải triển khai social, trang bay, fanpage Facebook tìm không thấy luôn, Twitter thì làm tạm đúng không ạ? Những cái mà màu đỏ rất quan trọng các bạn này, bay Facebook này, social này, rồi backlink này, quan trọng nhất là backlink này các bạn. Backlink tức là cái website này nó sẽ được phổ biến ở khắp mọi nơi á, mình coi cái quan trọng các bạn. Traffic rất là yếu luôn đúng không? Mới trỏ vào 8 ngày, website chưa index được, chưa index nữa. Vậy bạn traffic chưa có gì hết. Đấy. Nhưng mà về tương đối với cái website này á, thì trường đã tối ưu nó là khá là tốt. Còn một vài cái do nó quá mới thì nó chưa có ổn. Chứ còn khi mà nó đã được một thời gian rồi thì trường nghĩ nó phải qua những tầm 7-80. Thì khi các bạn tối ưu cái này nó ít nhất nó phải lên màu xanh. Đây, màu xanh là phải được 70-80, 90 càng tốt. Đó là một cái website được gọi là tối ưu, được tốt đúng không ạ? Còn khi chúng ta vào đây mà chúng ta tiêu thấy chưa tốt đó, thì chúng ta cần phải
là xem lại đặc biệt những cái màu đó là cái gì, các bạn không biết thì dịch nó ra, đúng không? Khắc phục tất cả những cái màu đó, những cái màu vàng á là gọi là tầm tạm trung bình, khắc phục cái màu vàng và cái màu đỏ, đặc biệt là cái màu đỏ ha, chỉ số Bechlin không có luôn. Đấy, chúng ta cần phải chú ý quan trọng của sai chúng ta, nó rất quan trọng này các bạn. Rồi, ok, xin chào các bạn ha.